Con đã dặn bà ăn xong là phải uống thuốc liền rồi mà. Sao mà vẫn còn y nguyên vậy? Tôi nhớ tôi uống thuốc rồi mà. Thuốc vẫn còn ở đây mà. Uống rồi cái gì? Con bà đâu? Con có dặn ảnh rồi mà. Nó đi làm rồi. Nó bận lắm. Người già hay lẫn trí quá. Nếu như bộ não mà được luyện tập á thì mới không lẫn được. Ý của cô muốn nói á là người già bòn túi á làm biếng nhớt thay, không biết tự lo thân mình, làm phiền con phiền cháu chứ chí. Mẹ, con không có ý đó. Ý của cô rửa cho chí. Con xin lỗi mẹ. Cô đừng có tưởng rằng á cô biết được ít chưa đâu muốn nói chứ chị nói nhá. Mẹ, mẹ đang không được khỏe mẹ. Con dâu người ta hiểu thảo đảm đang, còn con dâu của mình càng nhìn thì càng Mẹ, mẹ ăn miếng nữa mẹ. Không ăn nữa. Mẹ, mẹ đang đau á, mẹ bớt nói lại đi mẹ. Ý cô nói là tôi câm miệng lại à? Trời ơi, răng mà chồng tức tôi hoài. Mẹ thấy vừa miệng không mẹ? Cháu ni là con trai tôi nấu cho chí. Dạ, nãy con đi làm về con tính nấu cho mẹ, nhưng mà về tới nhà ảnh đã nấu xong rồi à? Dạ, bữa nay vợ con bận việc ở viện dưỡng lão, cho nên con tranh thủ nấu để đem vô đây cho kịp á mẹ. Tôi có nói chỉ vợ ảnh mố mà ảnh bính chăm chăm rửa. Mẹ, mẹ bớt giận lại đi, mẹ còn bệnh đó. Dạ, mẹ ăn. Bác sĩ. Dạ, bà có con dâu chu đáo quá. Ôi bác sĩ ơi, nhìn rửa mà không phải rửa mô. Mẹ, chào bác sĩ. Ngày mai bà có thể xuất viện được rồi. Vết thương hồi phục rất là khả quan. Tuy nhiên cái chân thì còn rất là yếu. Cho nên mọi người ở nhà cố gắng chăm sóc cẩn thận. Và tốt nhất là ở bên cạnh bà luôn, lúc nào cũng phải có người. Bác sĩ ơi, con dâu tôi bần lắm, công việc đầy đâu hẳn rành mô. Mẹ, dạ, nói tiếp đi bác sĩ. Siêng năng tập vật lý trị liệu nha. Nhưng tốt nhất là phải giữ cho tinh thần luôn được thoải mái để sức khỏe mau chóng bình phục. Nếu như tôi thoải mái thì tôi vô đây mần chi. Mẹ, tập cho bà thì nhớ nhẹ để giữ gìn sức khỏe. Dạ, vậy nói nhiều có ảnh hưởng tới vết thương không bác sĩ? Mẹ nồi mí nè. Mẹ chỉnh nổi con hả? Thôi, chúc bà mau bình phục nha. Chào anh chị. Chào bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cháu ngon ha mẹ ha. Mẹ, tao không ăn nữa. Ôi chào. Dạ. Ôi chào ơi. Ôi, con xin lỗi mẹ. Muốn tôi nhập viện lại hay răng đi? Tú ơi. Dạ. Bà nội về rồi con. Dạ mẹ. Nói về rồi. Ôi trời. Tú. Dạ. Nội còn đang đau. Vô lấy nội miếng nước đi. Dạ ba. Nội, con xin lỗi nội. Dạ. Alo. Rồi chị biết rồi, chị qua liền. Anh, trong viện em có việc gấp, em phải qua liền để xử lý. Em nhờ anh xem mẹ giúp em. Thưa mẹ, con đi ạ. Công nhận đóng kịch giỏi về sơ. Khi môn bến vợ. Nội uống nước đi nội. Được rồi, cảm ơn con. Dạ. Đem vô cho nội. Dạ nội. Tôi là tôi rành hẳn quá, chẳng quá lăng viện cỡ để bò đi, để thoái thác trách nhiệm trước ba gia tật nguyên này chứ chí. Ôi xời, đừng có bính nó nữa, chỉ dòi tay động kịch thôi. Thời gian à, tôi nói không phai à. Dạ mẹ. Khi muốn bến vợ, khi muốn ngoài đờ cho vợ hết á, riết á, hắn ngồi đến đâu biết cho mà xem. Lão Phật gia lúc nào nói cũng đúng hết. Giờ con đưa lão Phật gia lên phòng nghỉ ngơi nha.